Em xin chào cả nhà. Hôm nay em lại có mặt ở tại Trần Thành. Em sẽ lên cho cả nhà một cái video. Em thấy một chiếc đầu xe này này. Nó to lắm quý vị. Đấy. Em thấy là lạ, em quay lên cho cả nhà xem tí nha. Còn không biết là có bán hay không em không biết, nhưng mà thôi. Em thấy em quay lên chơi. Em thấy lạ, nó bự mà nó to mà nó cũng thấy chả có thấy biệt hiệu của xe nào cho nào hết. Không, đầu Ford. Đây là cái chữ Ford. Đầu Ford, à Ford trước. Đây. À đây 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 logo. Đây có logo Ford, để phát hiện ra đây. Rồi xe này có biển số luôn. Là à, cái này là không phải hai cầu mà này một cầu nhỉ. Đúng rồi, cái này một cầu. Rồi một cầu, nhìn to đổ rộn. Rồi. Cái mỏ này đòi nhiêu? 65. Đây có một cái mọt này, có anh em lại coi xem mọt. Còn đây này, S trừ 38, 16 x 9, 38. 4 cánh. Cả nhà bình luận xem xe này xe gì nhá. Phô qua nhưng mà đời bao nhiêu mình không biết đâu luôn nhé. Mà cái bánh nó to bằng ấy luôn nha, mình đứng đến đây luôn. Mình đứng hơn mình luôn á. Nó cao hơn mình luôn á. Cái bánh nó to vậy đó. Cái mỏ cái bình thường. Có cặp kiếm luôn để cày luôn. Em giờ em mới thấy chiếc Ford mà to. À, cái đầu Ford. Mà cái đầu Ford mà Ford này chắc đời đời cũ rồi quý vị. Cũ rồi. Đây này. Đây này, Ford này. Cái này đời cái kiểu cũng đời đầu của năm cô hí nhờ, mà giờ vẫn đang chạy ngon lành. Hôm nay đưa khách lại mua cái mỏ này, nhưng mà chê là có cái cầu này thì để anh mình sẽ nói chuyện với chủ nhà bớt tiền cái cầu này. Đấy, để xem cái khách mua như thế nào. Cái này cả nhà đã biết rồi, Lê Tuấn đã đưa lên cách đây khoảng 3 ngày nay trên 1.000 view, thì người ta trả cũng có người trả, nhưng hôm nay có khách ở Tây Ninh qua mua, nhưng mà chưa thấy cái cầu này như vậy thì khách lắc đầu không đồng ý. Thì mọi để xem tí nữa, để xem cái khách trả bao nhiêu, hoặc mình nói với chủ là người ta chê thì bớt như thế nào. Thì ra cái một cái mọt mình đang dẫn khách đến, thì nhân tiện dẫn khách đến thì lại gặp chiếc xe này đậu đây, đúng rồi, xe Ford đây. Nó to tướng đùng đùng, mình thấy khủng khiếp luôn. Thì lên cho cả nhà xem tí cho đỡ buồn. Đấy nha. Có những cái loại phô như thế này. Đấy. Đây cái bên này, phô 4 máy luôn này. Nó to kìa. Có cabin luôn. À, có cabin luôn. Hoành tráng lắm, đấy. Sàn xịt rộng rãi, cái bình, đấy, này, đây, cái bánh cái nó to, mà cao 1m7 á, 16938, cầu nữa, số cầu, số một, đít cơ rồi, ok, lên cho cả nhà xem chút. Chủ yếu là cái mọt này này. Chứ cái xe này thì thấy lạ lạ to. Đấy. Nhưng mà cái mọt này với là mình đưa khách đến để mua cái mọt. Đây. Đấy. Để xem cái ngãi giá như thế nào. Đây cái mọt. Đấy, khách chân này đến xem. Đây Tuấn đang cho khách đến xem. Rồi ok, rồi Lê Tuấn xin phép dừng video tại đây. Xin chúc cả nhà chúng ta coi như là một chút sức khỏe, và rất cảm ơn cả nhà đang theo dõi kênh của Lê Tuấn. Và Lê Tuấn vẫn đang dắt khách đi mua bán những chiếc mọt và cũng những chiếc đầu xe máy cày.
Rồi xin chân thành cảm ơn, hẹn lại video sau.